Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Toyota Vios 2022 đang được Toyota phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Toyota Vios 2022 đang bán tại Việt Nam vẫn là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt vào tháng 2 năm 2022. Vios mới có tổng cộng là 6 phiên bản bao gồm Vios 1.5 lít GLS, Vios 1.5G CVT, Vios 1.5E CVT, Vios 1.5E CVT bản 3 túi khí, Vios 1.5E CVT bản 7 túi khí, Vios 1.5E MT bản 3 túi khí, Vios 1.5E bản 7 túi khí. Toyota Vios 2022 có thiết kế sắc sảo, cá tính hơn phiên bản cũ để nhắm tới những khách hàng trẻ tuổi. Đối thủ của Vios trên thị trường hiện nay bao gồm Honda City, Hyundai Accent, Mazda 2, Kia Soluto. Quý vị lưu ý, giá lăn bánh của Toyota Vios 2022 sau đây chưa trừ khuyến mại, nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 5 đến 6%, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Đầu tiên là Vios E số sàn bản 3 túi khí có mức giá bán niêm yết là 478 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 530 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 521 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác khoảng 502 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 150 tới 155 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Vios 1.5E số sàn bản 7 túi khí có mức giá bán niêm yết là 495 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 549 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 545 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác khoảng 526 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 150 tới 155 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Vios 1.5E số tự động bản 3 túi khí có mức giá bán niêm yết là 531 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 587 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 582 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác khoảng 563 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 165 tới 170 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Vios E số tự động bản 7 túi khí có mức giá bán niêm yết là 550 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 609 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 604 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác khoảng 582 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 170 tới 175 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Vios 1.5G số tự động có mức giá bán niêm yết là 581 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 641 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 635 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác khoảng 616 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 180 tới 185 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Và cuối cùng là phiên bản thể thao Vios 1.5 lít GLS có mức giá bán niêm yết là 630 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 693 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 688 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 668 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 190 tới 195 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Phần đầu xe của Toyota Vios nổi bật với phần chi tiết mặt ca lăng, đèn sương mù và cụm đèn chiếu sáng được thiết kế theo phong cách mới. Cụm đèn chiếu sáng ở trên phiên bản cũ được sử dụng dạng projector, thì nay ở trên phiên bản mới đã được chuyển sang sử dụng dạng LED. Điểm nhấn nằm ở bên trong cụm đèn là những dải đèn chạy vào ban ngày có cách tạo hình giống với hình xương cá. Cá nhân tôi cho rằng với thiết kế mới sẽ giúp cho Toyota Vios 2021 mang nhiều cái sự trẻ trung hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, bởi lẽ vậy nên Toyota Vios 2021 vẫn giữ nguyên kích thước về tổng quan, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và một cái phần trục cơ sở xe vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ. Thay đổi lớn nhất của phần thân xe ở trên phiên bản nâng cấp chắc chắn chúng ta phải nhắc tới bộ la răng phay xước được sử dụng hai tông màu đối nghịch. Tuy nhiên thì vẫn giữ nguyên kích thước 15 inch và đi kèm với bộ lốp là 185-60 giống với ở phiên bản cũ. Còn lại những trang bị như là tay nắm cửa bên lái tích hợp nút bấm mở cửa nhanh, gương chiếu hậu có khả năng chỉnh gập điện cũng là những trang bị cơ bản đã có sẵn từ phiên bản cũ.
Ở phía đằng sau, nhìn chung Toyota Vios 2021 cũng không có những cái điểm gì thay đổi so với phiên bản cũ. Ví dụ như là cụm đèn hậu sử dụng dạng LED, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe vẫn là những trang bị cơ bản đã có sẵn ở trên phiên bản G và GRS. Tuy nhiên, nó lại là những nâng cấp đáng giá cho phiên bản Vios e-CVT 2021. Tổng quan thiết kế bên trong khoang cabin xe, Toyota Vios 2021 cũng không có khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Thiết kế đơn giản, thực dụng và đủ dùng vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhà sản xuất đến từ Nhật Bản. Nổi bật nhất vẫn là phần cụm màn hình trung tâm giải trí 7 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth và điều hòa tự động. Phần vô lăng xe được bọc da mềm, được tích hợp những nút bấm như tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và set ga tốc độ. Còn lại thì cụm đồng hồ Tablo cũng vẫn được giữ nguyên với kiểu thiết kế analog bán điện tử, dễ dàng tương tác và sử dụng. Vì sở hữu một phần trục cơ sở dài lên tới 2550mm, bởi lẽ vậy nên thế mạnh của Vios vẫn là một trong những cái không gian khoang cabin xe được thiết kế rất rộng rãi. Đây cũng là ưu điểm để giúp cho Vios trở thành lựa chọn số 1 nếu như các bạn có ý định mua xe kinh doanh vận tải. Ngoài ra, đối với những gia đình đông thành viên thì mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản cũng đem tới không gian rộng rãi và thoải mái hơn khá nhiều so với những đối thủ đến từ Hàn Quốc. Về phần vận hành thì Toyota Vios 2021 vẫn được sử dụng khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra công suất là 107 mã lực và mô men xoắn đạt 140 Nm kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp. Riêng phiên bản GRS có thêm chế độ lái tiết kiệm Eco và thể thao Sport đi kèm với hộp số vô cấp CVT giả lập 10 cấp số. Toyota Vios 2021 vẫn được trang bị những công nghệ an toàn cơ bản giống với phiên bản cũ như sau: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử BAS, hệ thống cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến trước và sau. Vừa rồi là những chia sẻ nhanh về chiếc xe Toyota Vios 2021 của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.